Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Những cuốn video tiếp tục đến với Festival Sinh vật cảnh Thủ đô 2024. Chúng ta thưởng thức nét đẹp của một số những cái tác phẩm trên cái lối bên tay phải sau khi vào cổng chính. Đây là một cây me. Phải nói là chủ nhân rất là trang trọng, kể từ một cái bể được sơn nhũ đồng cho đến cái trang trí về tượng, về bệ đá và có mấy cây tử nhìn hấp dẫn quá. Vâng, cây me bố cục rất tuyệt vời nhé. Các tay chi lắc lượn, thân dẻo. Và đặc biệt là những cái cây tử tôi thấy nó cũng rất giống như hình ảnh của cây lớn này. Đây, cây này này. Nhìn khéo quá. Và tôi lùi ra xa lấy tổng bóng của cây me rất là cân đối về tỷ lệ kích thước của một cây bonsai. Đẹp quá. Không treo thẻ không biết của ai. Cây tùng la án tiếp tục. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển đến một tác phẩm xanh có tên là Thạch Sùng Bám Đá. Chủ nhân là của anh Hùng Ninốc, đến từ Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và nói đến anh Hùng Ninốc thì chúng ta biết là anh làm nghề cơ khí, chuyên cái mảng sản xuất đồ hàng minốc. Tôi đã đến thăm vườn anh Hùng một lần rồi. Đây là một cây xanh có cái chất già cây quá là đẹp, tuyệt vời luôn. Đỏ au, cây này mà buông nước vào thì nó đỏ, nó sáng cực kỳ đấy. Nhìn nó lên cái màu thích thế nhỉ. Hiếm thấy có cái cây nào nó lên cái màu đẹp như này. Như là màu đỉnh đồng luôn ấy.
Vâng, chúng ta di chuyển tiếp đến một cây tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Cậu có ra chưa? Ra rồi. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển đến một tác phẩm si này. Đây là một cây si mà có nhiều tên lắm. Tôi đây đi quay tùy nơi. Có nơi thì gọi là si tàu, si nhật, si đồng tiền. Lá nó tròn giống cái đồng tiền. Si đồng tiền cũng đúng, si nhật cũng đúng, si tàu cũng không sai. Mỗi nơi gọi một khác. Và chúng ta di chuyển đến một cây hoa ngâu. Cây hoa ngâu đến từ nhà vườn Phí Văn Kha. Và nhà vườn này ở trên Bắc Giang. Đu cục khủng khiếp nhỉ. Và chúng ta di chuyển đến một tác phẩm có tên là Mộc Trấn Phong. Chủ nhân là Dương Kỳ Lân. Vâng, tiếp theo mời các bạn thưởng thức một cái cốt si này. Một tác phẩm si quá là đẳng cấp luôn đấy, của nhà vườn Văn Gia. Tôi thấy cái si này mặc dù cái bông tán nó răm nó chưa được dày lắm, vẫn còn phải một vài năm nữa, nhưng mà cái cốt đẹp quá trời luôn này các bạn. Tay một này.
tán rồi bông đỡ tản vân tay 2 này, 3, 4 này. Đó, xoay cái củ ngọn này các anh đã điều chỉnh đẹp rồi. Vâng, cây xì đẹp thế. Và trước khi kết thúc cuốn video này, mời các bạn thưởng thức tác phẩm Si, có nơi có tên gọi là Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, là vườn Quách Tốt. Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, đặt một cái tên rất là trừu tượng. Kỳ quả thật. Cây xì cốt rất là già. Và với thời lượng này, Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta di chuyển tiếp theo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những chương trình tại Festival Sinh vật Cảnh Thủ Đô 2024.